Mỗi lần mà mọi người nhìn thấy mẹ trang ấm bu tròn úm cục gọt lõn trong vòng tay là mọi người sẽ kêu là dễ thương như cục bông. Cái đó là tại mọi người nhìn qua màn hình thôi. Chứ nếu mà mọi người ôm một cái cục này nặng gần 8 kg là hết dám nghĩ tới cái cục bông liền. Bữa này là lần đầu tiên quay cận cảnh cái hàm răng của Bu cho mọi người. Đây chính xác là một cái ví dụ điển hình cho thấy là ông trời không có cho ai tất cả. Nhưng mà hai cái răng cửa bị thiếu mất ở hàm dưới là do tuổi tác mọi người ạ. À. Có cái bữa đẹp trời kia nó đang ngồi cạnh mình cái tự nhiên mình thấy nó chép chép cái miệng rồi à, rớt ra hai cái răng luôn. Rồi mà không biết khi nào khoa học nó mới implant được răng cho cún ha, thì chắc cũng đưa đi làm. Chứ bởi vì cái việc mà thiếu răng á, nó khiến cho con Bu nó có một cái kiểu nhai rất là ô dề nè mọi người quan sát đi mỗi lần nhai nó đãi cái miệng sao mà cái khoảng cách giữa cái hàm trên với hàm dưới mà xa nhau cả tóc vậy đó tạo nên một cái khẩu hình nhai không giống ai hết trơn mà ăn cái đồ cứng hay là đồ mềm nó cũng nhai y vậy nha đó là cái nét ăn bây giờ mình sang tới cái nét ngủ có nhiều lúc nó ngủ như vậy nè mình quay sang mình nhìn thấy cái mình bị giật mình mình nhớ là mình nuôi bút đồ chứ mình đâu có nuôi heo mà sao cái nét nó giống dữ vậy ta mà cũng chính là nhờ vậy cho nên đường cái là muốn nằm ôm nó thì nó nằm y thân nè à. chứ mà có nhiều bé cún nó không có thích ôm nằm ngủ như vậy đâu